Xin kính chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh vẫn đang tiếp tục tăng cường xuống phía Nam và đêm nay thì không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến phía Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Cụ thể là ở tại miền Bắc thì mức nhiệt vào đêm và sáng sớm tiếp tục ở ngưỡng thấp, nhiệt độ tiếp tục giảm thêm từ 1 đến 2 độ, trời rét với nhiệt độ chỉ trong khoảng từ 16 cho đến 19 độ, một số nơi ở vùng núi còn dưới ngưỡng 14 độ. Còn vào ban ngày trời khô ráo, trưa chiều trời hửng nắng. Đáng lưu ý là nền nhiệt trong những ngày đầu tháng 12 sẽ có xu hướng giảm thấp, cao nhất trưa chiều sẽ không vượt quá ngưỡng 23 độ. Nhận định xa hơn nữa thì sang những ngày đầu tháng 12, không khí lạnh sẽ lặp lại quá trình tăng cường xuống miền Bắc nước ta. Dẫu vậy, thời tiết cũng không biến đổi quá nhiều. Khí lạnh khi tác động đến các tỉnh ở miền Bắc sẽ tiếp tục dồn sâu xuống phía Nam, gây ra những cơn mưa vừa mưa to cho các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Trong đêm nay 27 tháng 11 ở các tỉnh từ Nghệ An cho đến Phú Yên sẽ tiếp tục có mưa, mưa to. Riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế cho đến Bình Định sẽ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 cho đến 70mm trong 24 giờ, có nơi trên 90mm. Dự báo thì mưa tại khu vực Trung Bộ sẽ còn tiếp tục duy trì cho đến ngày 29 tháng 11. Sau đó thì sang đến ngày 30 tháng 11, khi mà nhiễu động gió đông ở trên cao hoạt động suy giảm, thì mưa có dấu hiệu tạm giảm về diện và lượng. Do có mưa kết hợp với gió đông bắc tầng thấp, nên nền nhiệt ở tại Trung Bộ sẽ không cao, phổ biến trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Riêng khu vực từ Bình Định cho đến Bình Thuận, nhiệt độ sẽ cao hơn, phổ biến trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ liên tiếp chịu tác động của không khí lạnh đi kèm với mưa dông, thì ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo từ nay đến 30 tháng 11, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi và ban ngày trời có nắng nên thời tiết sẽ không gây ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất cũng như là giao thương của người dân nơi đây. Tuy nhiên, khoảng ngày 28 thì do một chút ảnh hưởng từ nhiễu động gió đông và đới gió đông bắc ở tầng thấp, nên khu vực Bắc Tây Nguyên khả năng cao xuất hiện mưa rải rác. Trong khi đó, thì ở phía Nam, rãnh thấp có khả năng hoạt động mạnh hơn và gây mưa cho các tỉnh ở ven biển của miền Tây Nam Bộ. Người dân cần chú ý với hiện tượng dông lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo thì nền nhiệt trong 3 ngày tới không có biến động nhiều, phổ biến vẫn là từ 25 cho đến 28 độ ở tại khu vực Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ ở tại khu vực Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin về thời tiết biển. Trong 3 ngày tới thì do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên mức cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Ở tại Vịnh Bắc Bộ thì gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, gây biển động. Phần nam của Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa thì khả năng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cho đến cấp 5. Như vậy là không khí lạnh sẽ liên tục được bổ sung xuống và tác động đến các tỉnh ở miền Bắc và miền Trung trong những ngày tới khiến nhiệt độ giảm. Trung Bộ có mưa dông. Càng đi sâu về phía Nam, thời tiết sẽ ổn định hơn. Lưu ý là trong ngày 28 tháng 11 thì phía Nam có mưa rào rải rác. Đến đây thì bản tin thời tiết cuối ngày 27 tháng 11 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.